Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lắp của Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về Bi Network nha các bạn, tức là Bi con ong nha. Thì hiện tại nó đã có một cái thông báo mới nhất trên trang Twitter của nó và nội dung của cái thông báo này như sau. Đó là chúc mừng hơn nửa triệu Believer đã hoàn thành KIC. Dưới đây là một số mẹo để mà xác minh thành công thì các bạn có thể bấm vào cái đường link này để mà xem cái mẹo để chúng ta có thể vượt qua KIC nha các bạn thì hiện tại nó đã có hơn nửa triệu người đã vượt qua được xe Thì mình nói sơ qua về cái mà kC nha các bạn. Thì mỗi một tuần á nó sẽ mở 100.000 cái lượt kc cho trên toàn thế giới luôn nha các bạn. Thì hiện tại sau hơn khoảng vài tuần mở thì hiện tại đã có nửa triệu người rồi. Thì cái cộng đồng của thằng Binance quốc này là một trong những cộng đồng đông thứ nhì trên thế giới nha các bạn. Thì nó chỉ đứng sau Binance Network thôi nha các bạn. Binance Network là 45 triệu người tiên phong và thằng bi nước này hiện tại là có tới 28 triệu người bi nha các bạn đây là một con số cực kỳ khủng nha À, cái mà thằng này em thì mình thấy nó cai xe nhanh hơn nha các bạn bởi vì nó có một cái lộ trình khá là cụ thể nha các bạn cứ một tuần là nó mở 100.000 và nó cai xe từ đây cho tới tháng 4 năm 2024 nha các bạn cho nên bạn nào mà chưa nhận được lời mời cai xe thì các bạn cũng không việc gì phải vội vàng thì trước sau gì các bạn cũng nhận được lời mời cai xe nha các bạn và dưới đây là một số mẹo để mà các bạn có thể xác minh cai xe thành công nè thì mình sẽ bấm vào đọc cho các bạn xem những cái mẹo này là như thế nào nha các bạn rồi và bài viết có nội dung như sau, Binetwork KIC đạt 500.000 thành viên, mẹo để xác minh thành công. Kể từ 3 thông báo quan trọng, ngày 20 tháng 9, Binetwork đã bắt đầu mở 100.000 vị trí KIC cho mỗi tuần, cho 27 triệu Believer của chúng tôi trên toàn thế giới, cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tổng số Believer đã gửi và vượt qua xác nhận KIC hiện đã vượt quá con số 500.000. Xin chúc mừng tất cả mọi người đã đạt được cột mốc quan trọng này hãy tiếp tục khai thác và khuyến khích các thành viên trong nhóm tham gia phát triển dự án hoạt động trong cộng đồng càng cao thì chúng ta càng tiến gần tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bi và chia sẻ lợi ích của cả cộng đồng hệ thống KIC nhằm mục đích xác nhận rằng mỗi believer tham gia b network đều có cá nhân có chủ quyền và xác minh danh tính tuân thủ các quy định có liên quan trên toàn thế giới ngăn chặn các cuộc tấn công và đảm bảo sự bình đẳng nhất và có thể phân phối lợi ích cuối cùng. Trong khi hầu hết các Believer đã hoàn thành KIC thành công, thì một số ít lại gặp những trở ngại để vượt qua KIC xác minh thành công. Vui lòng kiên nhẫn đọc các bước sau, sau khi tài khoản của bạn đủ điều kiện nhận KIC trước tiên các bạn phải đó là liên kết ít nhất hai tài khoản thì các bạn có thể liên kết tài khoản twitter là facebook là discord là telegram nè các bạn có thể liên kết gmail cũng được nói chung hai tài khoản mạng xã hội thì các bạn phải liên kết ít nhất là hai tài khoản nha các bạn và tiếp theo đó là các bạn gửi các tài liệu hợp lệ như là hộ chiếu chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe thì lúc trước á, thằng b network nó chỉ cho chúng ta KC là hộ chiếu nha các bạn nhưng mà kể từ thời điểm hiện tại thì nó đã cho chúng ta à, cài xe bằng ID card tức là căn cứ công dân và chứng minh nhân dân đó các bạn và bằng lái xe đều được nha các bạn gửi thông tin nhận dạng khuôn mặt chính xác khớp với tài liệu của bạn tức là các bạn cai xe là khuôn mặt của chúng ta là chúng ta cai xe bằng giấy tờ của chúng ta chứ chúng ta đừng nên uh, lấy khuôn mặt của chúng ta mà cai xe giấy tờ người khác là không được nha các bạn hãy kiên nhẫn và chờ hệ thống xác nhận thông tin của bạn quá trình này thường mất từ 3 đến 5 ngày làm việc tối đa là 14 ngày tái bút luôn cập nhật ứng dụng pin của bạn để tránh mọi sự cố cai xe ẩn vui lòng theo dõi thời gian mở KIC như đã thông báo trên mạng xã hội và nhóm chính thức của quốc Đấy các bạn, À, tức là sau khi mà các bạn cai xe thì các bạn phải chờ nha như mình á mình cai xe thì trong vòng một ngày là mình đã vượt qua được cai xe luôn các bạn nhưng mà có những cái bạn mà tài liệu bị kiểu như mà bị nhì hay là tài liệu không rõ ràng á hay là khi mà nhận dạng khuôn mặt của các bạn đưa camera vào khuôn mặt á thì khuôn mặt của các bạn mà hình ảnh nó mờ á thì cái quá trình nhận dạng nó sẽ lâu hơn Như các bạn tối đa là tới 14 ngày tức là hai tuần như các bạn còn những bạn nào mà giấy tờ rõ ràng đầy đủ á, và tên tài khoản của các bạn á nó trùng với tên đó là trong giấy tờ của các bạn á, thì cái quá trình xác minh KC rất là nhanh các bạn chỉ trong vòng 24 giờ là xong nha rồi và đây là một số cái lưu ý khi mà các bạn KC pin nước quốc nha các bạn và đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác pin nước quốc thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký khai thác nó càng sớm càng tốt nha các bạn video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký qua quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn